Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Công an các huyện, thị, thành phố đã đồng loạt ra quân kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn. Tại thành phố Dĩ An, lực lượng công an đã kiểm tra đột xuất 48 cơ sở kinh doanh karaoke đang hoạt động. Qua đó phát hiện và đình chỉ, tạm đình chỉ nhiều cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy Công an thành phố Dĩ An cũng đã phối hợp với công an, với đội quản lý hành chính Công an thành phố Dĩ An, rồi công an các phường tổ chức kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh karaoke địa bàn trên địa bàn. Thì qua kiểm tra thì công an thành phố Dĩ An cũng đã tổ chức kiểm tra và xử lý, tạm đình chỉ và đình chỉ các cái cơ sở trên địa bàn. Thì thực hiện công tác đình chỉ hiện nay là đang đình chỉ 5 cơ sở karaoke trên địa bàn và 7 cơ sở là đang tạm đình chỉ. Đấy, và qua công tác kiểm tra thì một số các cái cơ sở karaoke cũng đang tạm ngưng hoạt động để mà cải tạo sửa chữa. Thì công an thành phố cũng hướng dẫn các cái cơ sở trong quá trình sửa chữa cải tạo thì phải đảm bảo cái an toàn về phòng cháy cháy. Qua tổng kiểm tra, các cơ sở kinh doanh karaoke có hàng loạt lỗi vi phạm, trong đó chủ yếu là sử dụng các thiết bị điện không đảm bảo yêu cầu theo quy định trong môi trường nguy hiểm cháy nổ, không duy trì hoạt động thường xuyên của phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn, cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước, số lượng theo quy định, không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định. Cá biệt, có cơ sở chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, chưa cung cấp hồ sơ chấp thuận về phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống báo cháy tự động, chưa trang bị hệ thống cung cấp nước chữa cháy trong nhà và ngoài nhà nhưng vẫn hoạt động kinh doanh. Xác định cái việc mà kinh doanh các cơ sở dịch vụ mà có điều kiện dễ xảy ra cháy nổ như là nhà hàng, massage, karaoke, vũ trường, thì thời gian qua thành phố Dĩ An đã thường xuyên tổ chức ra quân kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất, kiểm tra bất ngờ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những đơn vị nào mà không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Trong đó chú trọng là nếu như những đơn vị nào mà vi phạm thì đình chỉ hoặc tạm đình chỉ cho khắc phục sửa chữa, mà kiểm tra khái đảm bảo thì cho hoạt động trở lại. Còn nếu không đảm bảo thì thôi là không cho hoạt động để làm sao đảm bảo cái an toàn trong quá trình kinh doanh dịch vụ này. Không chỉ tổng kiểm tra rà soát, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, có chế tài xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện hoạt động không phép. Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai, chủ động trang bị các phương tiện thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ thoát nạn an toàn. Đồng thời, tăng cường việc tuyên truyền giám sát để hoạt động kinh doanh karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh.